quá căng không thể nào bước vào. Còn cái này là hết ngày cách ly chưa? Chưa, còn 4 ngày nữa. Chú anh chị ơi, bây giờ thật sự là cuộc sống là mỗi người một số phận mà. Anh Đơn đúng là số khổ thiệt. Thì bây giờ vợ anh cũng chịu, cũng như là chịu làm người vợ thật là tốt rồi. Như là về cũng chăm con, cũng chịu khó đi làm. Thì cũng mừng cho ảnh quá. Nhưng mà thôi, số phận mỗi người mà. Sanh nó thì Sanh nghĩ là mỗi người đều một số phận hết. Cho nên thì mình làm những điều việc tốt ngày hôm nay thì Sanh nghĩ là phước báo về sau thôi. Cho nên thì ai cũng cố gắng làm thiện hết của chú anh chị. Những hoàn cảnh thế này mình không thể giúp họ hoài được, nhưng mà nếu mà Mạnh Thường Quân nhờ Sanh tới thì Sanh mang tới thôi cô chú anh chị, chứ làm sao bây giờ. Không lẽ cô chú Mạnh Thường Quân muốn giúp mà Sanh lại từ chối vậy? Sanh đâu có còn là người thiện nguyện nữa cô chú anh chị đó. Sanh sẽ trao cho anh Đơn xong rồi đó. Cảm ơn chị Thi Đoàn, chị Ly Lâm rất là nhiều. Chúc cho hai chị thật là nhiều sức khỏe, chúc cho gia đình hai chị thật là bình an, may mắn, hạnh phúc nha. Nếu mà tình hình dịch bệnh ổn định thì Sanh sẽ tiếp tục tới thăm những bà con hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, Mạnh Thường Quân đang xem kênh anh Vàng Bảnh. Thì hiện tại thì Sanh với anh Vàng Bảnh đang đứng ở nhà anh Đơn của chú anh chị. Thì anh Vàng Bảnh chào các chú anh chị với khán giả đi. Vàng Bảnh xin kính chào tất cả các chú anh chị đang xem kênh của Vàng Bảnh. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì hôm trước thì anh em của Sanh tới đây mà quay trong kênh anh Vàng Bảnh, đó là tới đây để mà mang gạo lại cho nhà của chị Thúy, nhà anh Đơn của chú anh chị. Nhưng mà do là nhà anh Đơn, nhà chị Thúy lúc đó đang bị F0 rất là nặng luôn. Chị Thúy thì đi cách ly, còn anh Đơn cũng đã bị đi cách ly luôn của chú anh chị. Ngày hôm nay thì Sanh tới, Sanh hỏi địa phương á, thì giống như cái nhà hôm đó thì cũng bị giăng dây hết nguyên xóm này luôn. Bây giờ thì đã ổn rồi, bây giờ thì Sanh cũng yên tâm Sanh vô đây. Đó, cho nên thì nhà chị Thúy cũng đã cách ly hết bệnh rồi, đã xuất viện được 10 ngày. Đúng chị Thúy? Dạ. Xuất viện được 10 ngày phải không? Dạ. Đó thì Sanh tới đây Sanh sẽ trao gạo, nhưng mà nhà anh Đơn á, thì vợ anh Đơn là đang đi cách ly, mới đi nhà vợ anh Đơn mới đi đúng không? Mới đi bữa nay luôn cô chú anh chị. Cho nên thì Sanh chỉ trao gạo từ xa thôi đó, để cho quý khán giả thấy được là gia đình anh Đơn rất là khó khăn đó. Nhưng mà đây không phải là do Sanh là nhận kêu gọi, nhưng mà do là Mạnh Thường Quân nhờ Sanh mang tới đây, cho nên Sanh với anh Vàng Bảnh tới đây thôi. Chứ không lẽ bây giờ Sanh làm nhịp cầu nối mà Mạnh Thường Quân gửi mà Sanh từ chối thì nó cũng không có đúng của chú anh chị. Cho nên thì Sanh tới đây thì đại khái thấy gia đình rất là khó khăn, nhưng mà gia đình mình đã được chị Thi Đoàn, chị Ly Lâm đã giúp cho gạo với lại một ít tiền ấy, cho nên thì họ cũng tươi lên này. Bây giờ thấy thế nào hôm nay nhận được gạo của chị Thi Đoàn với chị Ly Lâm? Em rất vui em Sanh. Dạ anh Đơn vui không? Vui mừng ha. Trời ơi. Dạ, anh Đơn nói đang khó khăn mà cho được vậy cũng mừng quá trời luôn. Rồi còn hồi nãy còn kèm thêm câu là có gì bỏ qua, nó thấy thương quá. Nhưng mà vợ anh Đơn đã coi như là chị ấy cũng chịu về làm ăn rồi phải không? Dạ. Chịu đi làm. Nhưng mà bây giờ ngặt con cái bị bể cái hoạch phải không vậy? Vỡ cái hoạch. Em cũng không biết. Bị vỡ cái hoạch thêm đứa trai nữa của chú anh chị mà sắp sinh là mấy tháng rồi. Nó 5 đứa. 5 đứa luôn rồi chuyện này của chú anh chị ơi. Đó thì những hoàn cảnh đó thì Sanh không có thể nói là không thế nào mà dám mà nhận là coi như kêu gọi đâu. Nhưng mà bây giờ Mạnh Thường Quân muốn giúp thì không lẽ Sanh từ chối thì cũng không có đúng với những người làm thiện nguyện của chú anh chị đó. Nhưng mà trong thâm tâm Sanh nó cũng thấy rất là thương lắm. Giống như lúc trước anh Đơn theo yêu cầu của chú Mạnh Thường Quân là rút tiền lại vợ anh Đơn về á, thì cũng đã được giúp đỡ khang trang với một số tiền rồi. Nên thì của chú Mạnh Thường Quân yêu cầu Sanh rút thì Sanh rút thôi, chứ không phải là lỗi của Sanh đâu của chú anh chị. Chứ không phải là Sanh muốn đâu của chú anh chị, thông cảm cho Sanh. Đó, cho nên thì hôm nay thì tới đây đã trao được gạo mừng quá cô chú anh chị. Sao hôm nay thấy trao gạo được là mừng ha. Hôm nay bà con hỏi thăm gì lắm anh? Bà con bữa giờ thì cũng rất là hỏi thăm, nói là gia đình anh Đơn đang khó khăn đó. Hôm nay thì bà Mảnh cũng đã là tranh thủ thời gian sẽ quay lại trước sớm nhất để đưa gạo cho anh Đơn để xoay sở qua những ngày. Bây giờ mình đã tới rồi ha. À bây giờ đó anh em mình đã đưa xong. Em chào anh Đơn nha. Rồi vậy thì em chào chị Thúy, chúc gia đình mình sớm vượt qua chị ha. Dạ. Hoàn cảnh thì nhiều lắm, nhưng mà cái duyên của mình được bao nhiêu thì mình coi như được hỗ trợ thì mừng rồi ha. Dạ. Rồi giống như anh chị vừa chia sẻ được một ít cũng là mừng rồi. Nhi, rồi nó đang học online hả? Không có học. Không có học không có hả? Học. Dạ, tại điện thoại rồi không có gành dù online. Dạ. Rồi mình đi cách ly vậy là coi như là mình uống thuốc rồi mình ăn uống rồi tự là khỏi luôn hả chị? Mình tự ăn cho nhiều rồi ăn mình nhiều. Khỏe mới được về sớm á. Dạ ăn cho nhiều rồi ăn, uống thuốc dạ, không? Không ăn là không có được về sớm. Ủa anh Đơn mấy bữa trước là đi cách ly là đi vô trong cách ly luôn hả?
Coi như là chị Thí chia sẻ là mình bị F0 á, mình gán ăn uống đó, ăn uống với uống thuốc á, là mau khỏe mới được dậy sớm hen. Vậy là chúc mừng rồi. Mình mua thuốc nhà đi nhiều lắm á. Dạ, mua thuốc nhà đi nhiều nữa. Uống thuốc nhà nhiều lắm. Dạ. Rồi cô chú anh chị á, thì đại khái là hôm nay thì tới đây tạm thời ổn đi. Tại vì lúc trước thì quá căng luôn cô chú anh chị. Quá căng không thể nào bước vào. Còn cái này là hết ngày cách ly chưa? Chưa, còn 4 ngày nữa. Còn mấy ngày nữa phải không? 4 ngày nữa. 4 ngày nữa mới tháo bảng phải không? Cách ly 14 ngày chưa tháo bảng đâu, mình đi test lại. Test lại mới tháo ha. Dạ. Rồi. Rồi có giấy đầy đủ người ta xả lại lại. Mà tháo. Chị mới là cách ly về và tới giờ anh Đơn tiếp tục. Dạ. Giờ anh Đơn tiếp tục F0 nữa. Dạ. Trời ơi, thôi mình đi đâu mình kỹ nha, đảm bảo chống dịch nha. Em thật sự em có rất là ngại, em không muốn tiếp xúc đâu tại vì sợ ảnh hưởng cho bà con á. Giờ em chào chị hai, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Em chúc anh Xuân nhiều sức khỏe rồi chúc anh vàng bảnh luôn. Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ. Chào cả nhà mình ha, cố gắng vượt qua đi. Dạ. Chú anh chị nhìn hoàn cảnh thế này á thì mình có duyên thì mình giúp họ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mình làm nhiều cầu nối chứ không phải là cái tiền của mình đâu cô chú anh chị. Trừ khi mà cái hoàn cảnh nó không có duyên, không có phước gì hết thì Xanh hoặc là anh Hoàng Bảnh sẽ chích một ít tiền nho nhỏ trong kênh YouTube của mình để mà giúp đỡ. Đó thì rất là chân thành cảm ơn cô chú anh chị biết khán giả của mình thương Vương luôn theo dõi kênh Xanh, ủng hộ kênh Xanh và tiếp tục đăng ký kênh cho anh Hoàng Bảnh để có động lực đi tới thăm hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà anh em của Xanh xin được phép chia sẻ là chỉ là một nhịp cầu nối, là những cánh chim nho nhỏ mang những tình yêu thương nó đến những hoàn cảnh khó khăn chứ không kêu gọi từ thiện. Tại vì việc từ thiện bây giờ đang rất là nhạy cảm của chú anh chị. Nên thì mọi việc làm bằng cái tâm và là tùy duyên hết. Nếu mà duyên đến thì được giúp, còn duyên không đến thì không được giúp. Tại vì xã hội này thì mình đâu có biết ai là ai, mà mình đâu có biết là hoàn cảnh ở đâu thế nào đâu có chú anh chị. Đó, mọi sự tùy duyên của chú anh chị nha. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều bình an trong cuộc sống, thân tâm an lạc. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào cả nhà đi. Đó, cô chú anh chị ơi. Đây là gần tới nhà anh Đơn, toàn là bảng đỏ gì không nè. Rồi ơi, cách ly tới ngày 9 tháng 12 mới hết cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị ơi, đây là nhà của anh Đơn nè. Mà bây giờ anh em ghé không được rồi. Bây giờ Xanh ghé cũng được thôi, nhưng mà Xanh sợ nhà đang F0, Xanh ghé là thành F1 của chú anh chị. Từ. Đó, cô chú anh chị, nhà mẹ của anh Đơn của chú anh chị. Giờ Xanh đi rồi để vài hôm hết cách ly Xanh tới thăm. Đây, vợ anh Đơn của chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy cái bảng không? Cho nên thì Xanh để chờ hết cách ly đi, rồi Xanh sẽ Xanh qua Xanh thăm. Trời, vợ anh Đơn kìa. Xanh quay ra thấy